xong việc và phải xong việc. Là một cái cảm giác rất là hạnh phúc, như là rất là vui vẻ khi mà được các huấn luyện viên chia sẻ kế hoạch của mình, cũng như là những lời khen ngợi và chia sẻ rất là góp ý chân thành từ các huấn luyện viên. Thế thì cho em thấy được buổi học của mình là bổ ích và đầy giá trị. Em sau khi mà coi hôm nay đã hoàn thành cái khóa marketing dựng 4T này thì em đã thấy là đánh giá là hiệu quả của khóa như thế nào của bản thân em. Em đánh giá khóa học thì rất là bổ ích của bản thân em, vì trong suốt quá trình học em đã lên kế hoạch để thực chiến. Thì đối với phần kế hoạch này thì sau khi được các huấn luyện viên góp ý thì mình có thể triển khai luôn trong thực tế. Và đây là một khóa học mà em thấy rằng đánh giá của các huấn luyện viên rất là nhiệt tình, cũng như là chia sẻ rất là chân thành, góp ý những điều rất là thẳng thắn và chia sẻ tất cả những cái tư duy của học viên nó có đi lệch hướng thì cũng đã có cái sự điều chỉnh từ phía của mỗi lớp viên, nên là em cũng rất tự tin với cả kế hoạch mà mình triển khai. Và em xin cũng chia sẻ rằng là đối với tất cả công trình của em mà tất cả những em các bạn đã tham gia học khóa marketing 4P ở học viện MIT của mình thì đều thấy là rất là bổ ích. Khối lượng kiến thức thì rất là nhiều, nhưng mà cũng mang lại cho bản thân thấy được rất nhiều giá trị vô hình mà mình không thể đo đến được.